Chúc năm mới an khang thịnh vượng, chúc ông bà sức khỏe dồi dào, chúc cha mẹ làm ăn phát tài, chúc anh chị học hành chăm ngoan, chúc em nhỏ hay ăn chóng lớn. Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Công nhận nhỉ, đúng là mùa xuân. Nào chị em mình hát là mùa xuân đi. Xuân xuân ơi xuân đã về. Ơ, làm gì đấy? Tại chùa đấy gì? Tí hoa là chui à? Áo, đâu rồi? Nào chị em mình hát bài xuân đi cho nó vui được không? Xuân xuân ơi xuân đã về, có cánh mây vàng mùa xuân mơ. Xuân xuân ơi xuân đã về, đây, cánh em mây vàng chào đón mùa xuân. Bây giờ ở đây không có mai thì mình vào đây là mai đi, làm sao mà ơi sao em cứ mất mẹ chị nhờ. Hoa đào phai. Ờ đây là hoa đào phai đúng không, đẹp nhờ. Nhưng mà chị hát thế chị đã có lời chúc lại cho mọi người chưa? Ờ nhờ, đúng rồi đấy, chị chưa hề có lời chúc cho mọi người cơ. Nghe này, ngồi đây dạy chị bài đi để em lại cho con chúc mọi người. Chúc năm mới an khang thịnh vượng, chúc ông bà sức khỏe dồi dào, chúc cha mẹ làm ăn phát tài, chúc anh chị học hành chăm ngoan, chúc em nhỏ hay ăn chóng lớn. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng con đấy. Đúng rồi, bây giờ đọc lại hai chị mình cùng nhau đọc nhá. Lần này chúng mình sẽ đọc thuộc được không? Thế đứng dậy biểu diễn thử một lần đi. Ừ, để xem là chúc như nào nhá. Này, chúc năm mới. Đây, hai ba. Em nắm vào đi. Hai ba. Chúc năm mới an khang thịnh vượng. Chúc ông bà sức khỏe dồi dào. Chúc cha mẹ làm ăn phát tài. Chúc anh chị học hành chăm ngoan. Chúc em nhỏ hay ăn chóng lớn. Chúc mừng năm mới. Chúc năm mới an khang thịnh vượng. Chúc ông bà sức khỏe dồi dào. Chúc cha mẹ làm ăn phát tài. Chúc anh chị học hành chăm ngoan. Chúc em nhỏ hay ăn chóng lớn. Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Yeah. Ủa thế này ha, ông bà mình bố mẹ mình đều rất là vui đúng không? Vì cái bài thơ này rất hay đúng không? À được rồi, chị sẽ về cuộc bây giờ đi. Tôi giờ đi ngắm hoa đào đó. Rồi nha, chắc trực tiếp nhất đi ngắm hoa đào đó. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.